Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Nhung. Hôm nay Nhung sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm vân đá đẹp trong vòng 30 giây nha. Thì cái này mỗi mẫu mình chỉ làm trong vòng độ khoảng tầm 30 đến 40 giây thôi, tùy, nhanh lắm. Thì ở đây thì mình sẽ có những cái cách làm như thế này nhá. Mình sẽ sử dụng 4 tông màu. Trước các bạn sẽ sử dụng những tông màu giống nhau, ví dụ như kiểu là đỏ đô này, rồi là đỏ đen này, rồi là đen này. Và một cái tông màu nữa bất kỳ, màu trắng cũng được hoặc là màu be cũng được. Nói chung là tất cả những cái tông màu này nó phải khác nhau một chút. Nó cùng tông nhưng mà nó sẽ có những cái độ sáng khác nhau. Thì khi mà mình hòa vào với nhau ấy, nó sẽ không bị tan màu ra và nó sẽ không tạo thành một cái màu nguyên là tối. Thì ở đây thì mình sẽ quấy lên trước nhé. Mình chỉ quấy được khoảng tầm 2 vòng thôi. Tiếp theo đấy là mình sử dụng móng giả này và sơn một cái lớp tốp loang lên trên. Thì tốp loang ở đây là dùng cái dòng gel loang nha. Thì các bạn sẽ ấn sơn lên cho mình. Nhớ nha, nó sẽ vẫn sẽ có những cái sợi khác nhau. Và nó sẽ loang, nó sẽ làm ra những cái vệt đậm nhạt tùy chỗ. Và mình sẽ dặm lại những cái chỗ nào nó còn thiếu. Ví dụ như cái tông này thì nó sẽ hơi đậm này. Nhưng mà các bạn muốn nhạt hơn thì các bạn có thể sử dụng màu nhạt hơn và có thể tán đi. Nếu mà các bạn muốn cái màu vân đá này, nó đỡ ảo hơn thì các bạn có thể cho đi hơ này, rồi tiếp theo sơn một lớp nữa và sẽ chỉ cho nguyên cái màu nhạt lên thôi, như mình đang làm đó. Còn nếu mà muốn nó cứ đậm như thế này thì các bạn có thể ẩn thêm xà cừ này rồi cho thêm giấy nhún. Từ nãy giờ thì mình chỉ độ khoảng làm trong vòng tầm 30 giây là xong thôi. Mình nếu mà muốn nó đẹp hơn ấy, rồi là cầu kỳ hơn thì khác. Ở đây sẽ làm tông thứ hai này. Tông này nó sẽ ra một cái màu gỗ khá là đặc biệt. Ở đây mình sẽ sử dụng màu đen này, màu đỏ đen này, rồi là màu nâu và màu trắng. Mình sẽ vẫn ngoáy như bình thường này. Rồi tiếp theo đặt lên trên bề mặt móng và nó sẽ tự loang ra. Bình thường là các bạn sẽ sơn một lớp màu nền lên trên nhé. Còn cái vừa xong là mình sẽ không sơn. Nhưng mà các bạn sơn một lớp màu nền lên thì cảm giác là nó sẽ đậm đà hơn. Và nó sẽ đỡ phải pha thêm một màu nữa. Thì bình thường ở đây là sẽ pha 4 màu đúng không? Nhưng mà nếu mà có màu nền thì nó sẽ trở thành 5. Và mình sẽ làm rất là nhanh thôi. Mình đặt lên trên bề mặt móng và loang, nó sẽ tự loang ra này. Chỗ nào mà thiếu thì mình sẽ đì vào sót vào này. Tất cả các phần bên hông thì mình sẽ đi này. Rồi loang nó sẽ chảy thì lúc đấy thì mình sẽ làm sau. Cho đi hơ và mình sẽ làm tông tiếp theo nha. Tông tiếp theo là mình sẽ làm ở dưới nền màu hồng. Nền màu hồng ở đây thì mình vẫn sẽ sử dụng một số tông cơ bản thôi. Mình sẽ lấy này. Mình sẽ lấy theo hình chữ thập ấy. Thì nó vẫn sẽ có những cái viền đỏ, viền đen rồi viền... Nói chung là nó sẽ có rất nhiều những cái sự khác nhau ở trên một cái bề mặt móng đó. Nhưng mà với một điều kiện nha, các bạn làm những cái dòng vân đá như thế này thì nên sử dụng những cái tông màu nó tương tự ở các cái ngón kia. Nếu mà các bạn mà không làm theo cách này này, để mà pha màu đỏ, màu đen mà nó quyện vào với nhau rồi nó ra những cái họa tiết như này thì nó sẽ hơi bị khó đấy. Tức là nó sẽ không được ra được như thế đâu. Rồi nhé, cho đi hơ này, cho đi hơ xong thì các bạn bây giờ có thể vẽ thêm vân đá giúp mình. Thì vân đá ở đây thì các bạn vẫn là sử dụng cọ nét rồi các bạn vẽ thêm thôi. Nếu mà ai mà muốn cầu kỳ hơn thì nhớ nhá, sử dụng charm này, đính thêm này, rồi là sẽ sử dụng xà cừ, sử dụng giấy nhún, rồi là nhũ kim sa, đấy, tất cả những cái phụ kiện mà liên quan đến nhau thì các bạn có thể dặm vào đấy. Khi mà sử dụng làm vân đá này này thì nó đã làm vân rồi, thì khi các bạn vẽ những cái sợi gạch này này thì các bạn phải lưu ý là vẽ thật mảnh thôi. Và nếu mà khi nào mà vẽ dày ấy, thì sẽ sử dụng cái cọ tán để mình tán ra. Rồi bây giờ mình sẽ làm màu nhạt nhá. Thì màu nhạt ở đây là mình sẽ sử dụng cái tông xanh. Ở đây xanh đây thì được gọi là xanh, gọi là xanh gì ạ? Tiếp theo đấy là sẽ vẫn là tông xanh, tông nền be, và một tông nữa đó chính là màu trắng. Màu trắng ở đây thì mình sẽ sử dụng ít thôi nhá, bởi vì là chủ yếu là nền sẽ là màu xanh. Nếu mà các bạn cho nhiều màu trắng quá thì nó lại chuyển sang tông màu trắng. Ở những cái nền vân đá tông nhạt như thế này thì các bạn nên sơn những ngón còn lại bằng những cái màu nút nút ấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và luôn luôn là không thể thiếu được đó chính là cái chai gel loang nha. Gel loang này thì các bạn có thể mua ở bên mình hoặc là mua ở bất cứ chỗ nào mà nó bán phụ kiện này cũng sẽ có. Bây giờ mình sẽ hòa này, rồi tiếp theo là mình sẽ lấy lên trên này. Đặt lên trên bề mặt móng thì khi mà mình muốn làm tông nào làm chủ đạo ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái màu đấy nhiều hơn. Và màu những cái màu còn lại thì nó sẽ ít hơn. Thì khi đấy thì nó sẽ hòa ra thì mình sẽ được cái tông màu đấy. Ví dụ như kiểu ở đây mình sẽ sử dụng tông xanh là chủ yếu đúng không? Thì các bạn sẽ sơn các ngón khác là màu nút hoặc màu xanh.
thì nhìn nó sẽ hài hòa hơn và nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Rồi nếu mà muốn đậm hơn một chút nữa thì các bạn có thể làm thêm lớp thứ hai, rồi là làm bất cứ một cái gì nữa bằng cách là vẫn sơn loang lên trên rồi sẽ làm một lớp dưới nhá. Khi mà các bạn đi học thì người ta cũng sẽ dạy bạn như thế này thôi. Đó, đây này, muốn làm cái vân loan trắng ấy, nhìn nó ảo hơn thì các bạn sẽ dặm dặm mà đì đì ở phía hai bên rồi tiếp tục cho đi hơ. Sau khi đi hơ xong thì các bạn có thể ẩn một số những cái giấy nhún như kiểu mình đang ẩn là được. Sau khi làm xong và sơn tốt thì mình sẽ được 5 mẫu như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.